chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Xu hướng và Phong cách sẽ được phát sóng vào lúc 16:50 chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và không để quý vị đợi lâu nữa, Hoàng Anh xin mời quý vị sẽ cùng nhau khám phá chương mục đầu tiên của ngày hôm nay nhé. Trong chương mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với nhà thiết kế Thư Madeline, một nhà thiết kế đến từ Hà Nội với phong cách thiết kế phóng khoáng đặc trưng, và hãy cùng lắng nghe xem câu chuyện của cô ấy như thế nào nhé. Xin chào khán giả của Xu hướng và Phong cách. Mình là Thư Madeline, nhà thiết kế đến từ Hà Nội. Hôm nay thì mình rất vui có cuộc buổi nói chuyện ngày hôm nay cùng với khán giả của Xu hướng và Phong cách. Con đường đến với thời trang của mình thì nó rất là tự nhiên thôi. Khi mà học trường cấp 3 tại Hà Nội thì đến năm lớp 11 khi cảm thấy không phù hợp với một cái môi trường giáo dục mà giáo dục trường cấp trường phổ thông bình thường, thì cô giáo có nói là em hợp với môi trường nghệ thuật hơn. Và sau đó thì mình thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thì bắt đầu học khoa thiết kế thời trang 2 năm ở Cao đẳng Nghệ thuật. Sau đó thì học Học viện Thời trang London. Ở đó thì mình được trau dồi về các kỹ năng thực tế hơn trong ngành thời trang. Trong cái khoảng thời gian mà đi học thì mình cùng với bạn bè là mở ra một cái thương hiệu nhỏ riêng, bán những cái sản phẩm mà cùng với bạn bè tự thiết kế. Rồi dần dần thì trong 5 năm thì mình tự học, tự trau dồi và gặp khách hàng của mình, tự tìm những cái mối sản xuất mà xưởng may vải nguyên liệu để thực hiện những cái ý tưởng về thời trang của mình. Khi làm sáng tạo về thời trang mà đặc biệt còn gắn với công việc kinh doanh, gắn liền với cả cái thương hiệu riêng của mình. Mình là người luôn muốn mang đến cái tinh thần tích cực và vui vẻ trong thiết kế. Và đó là cái mà mình nghĩ, luôn nghĩ về sáng tạo và kinh doanh, hai cái việc song song với nhau. Thì mình nghĩ là chỉ khi mà mình làm cái gì mình thích thì mình có thể kinh doanh nó tốt được. Còn một điều nữa mà mình luôn quan tâm đến những cái cuộc sống hàng ngày của những cái con người ngoài xã hội, thì đó là một cái vấn đề mà mình quan tâm và muốn đưa vào trong những cái sáng tạo của mình về trong thời trang. Điều có ảnh hưởng lớn nhất đến quan điểm thiết kế của mình là những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Tại vì mình tìm những cái nguồn cảm hứng từ chính những cái gì xung quanh mình. Mình là người vừa hướng nội lại vừa hướng ngoại, nên là cái gì về nội tâm của mình cũng có ảnh hưởng đến những thiết kế trong công việc của mình. Nhưng những cái gì ở bên ngoài, những cái gì đến với cuộc sống của mình từ ngoại cảnh, nó cũng tác động đến chính những cái sáng tạo công việc của mình. Một cái bản sắc riêng khi mà một thương hiệu hay một nhà thiết kế muốn đưa ra cho công chúng thì là một cái điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Thì trong những năm làm việc và tự mày mò về thời trang thì mình đã tìm ra được cái mà mình muốn làm và sẽ theo đuổi. Đó là những cái cảm hứng đến từ cuộc sống, từ bất kỳ cái điều gì ở ngoài cuộc sống. Và khi đem về những cái cảm hứng đó đem về thiết kế thì nó sẽ mang đúng cái tinh thần của Thư Madeline, là vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ tiến lên phía trước. Điều mà mình luôn mong mỏi trong cho bản thân và sự nghiệp. Cho bản thân thì luôn muốn cái cuộc sống nó vui vẻ và nó không quá
có nhiều căng thẳng trong cuộc sống. Còn sự nghiệp thì đó là một cái con đường dài và cái đích mà mình muốn đến. Xin cảm ơn khán giả của chương trình Xu Hướng và Phong Cách vì buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và hãy cùng đón chờ bộ sưu tập sắp tới của các nhà thiết kế, và hãy cùng ủng hộ cho nhà thiết kế Việt. Quý vị thân mến, hy vọng rằng buổi gặp gỡ cùng với nhà thiết kế Thư Madeline ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về nguồn cảm hứng đã đưa cô ấy đến với thời trang. Và xin chúc cho Thư sẽ ngày càng thành công hơn nữa, cũng như sẽ luôn giữ vững được phong cách thiết kế riêng biệt của mình nhé. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo, Hoàng Anh xin mời quý vị sẽ cùng đến với bộ sưu tập của nhà thiết kế Thư Madeline. Bộ sưu tập có tên là We Can Do It, được lấy cảm hứng từ chi tiết của những bộ trang phục và trong đời sống của tầng lớp lao động, những người công nhân, những người làm việc trên đường phố. Công việc của họ tuy rất là vất vả, cần cù và thầm lặng, nhưng lại đóng góp một phần không thể thiếu cho xã hội. Và cùng với đó là sự kết hợp những âm hưởng của thập niên 80 rất vui nhộn và sinh động. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng nhé.
mến, hy vọng rằng với tinh thần tự do, phóng khoáng và thành thị, muốn mang đến một cái nhìn thật mới mẻ về trang phục đường phố cùng kết hợp với phong cách ready to wear, thì bộ sưu tập này đã giúp cho quý vị có thể chọn được cho mình một bộ trang phục thật ưng ý nhé. Thưa quý vị, nổi tiếng với phong cách thiết kế lập dị, giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Moschino, Jeremy Scott lại một lần nữa khiến cho giới mộ điệu thời trang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi trình làng bộ sưu tập hoạt hình được ra mắt trong tuần lễ thời trang Milan xuân hè năm 2017. Bộ sưu tập đánh lừa thị giác này của nhà mốt Moschino đã một lần nữa khuấy đảo giới thời trang.
vị thân mến, khả năng sáng tạo của nhà mốt Moschino luôn khiến giới mùa điệu vừa thổn thức lại vừa ngạc nhiên, bởi vì lúc nào ở mùa nào thì cũng có thể ẩn chứa sự bất ngờ. Và hy vọng rằng bộ sưu tập từ nhà mốt Moschino mùa này đã khiến cho quý vị cảm giác vô cùng thích thú nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục What's New tuần này thì Hoàng Anh xin được bật mí sẽ giới thiệu đến quý vị những địa điểm shopping vô cùng lý tưởng về cả thời trang lẫn phong cách sống. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay nhé. Nếu bạn yêu thích những điều mộc mạc đến từ tự nhiên và muốn tìm kiếm cho mình cảm giác thảnh thơi giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, thì chị Hoa Vietnamese Cuisine sẽ là một gợi ý hoàn hảo mà chương trình muốn dành cho bạn. Món ăn ở chị Hoa thanh sạch, đậm chất chân quê và vẹn nguyên tinh thần ẩm thực Việt, gợi nhớ bữa cơm gia đình với nguyên liệu thiên nhiên truyền thống được chuẩn bị chu đáo và cẩn thận. Hãy tạo cho mình những khoảnh khắc thật yên bình tại chị Hoa Vietnamese Cuisine để thưởng thức và đắm mình vào nền ẩm thực Việt trực trở nhưng cũng rất dung dị và an nhiên. Sắm thời trang và phụ kiện kết hợp với cà phê vô cùng ấm cúng, mang hơi hướng vintage và vẻ đẹp đậm chất châu Âu. Những thiết kế tại đây đều được làm từ vải lụa kimono Nhật Bản, đề cao yếu tố tối giản với kỹ thuật may đo cao cấp, mang lại sức hút tinh tế và sự thoải mái cho người mặc. Hãy đến với Bướm Cotic and Cafe, lầu 2, chung cư 42 Nguyễn Huệ để thư giãn và lựa chọn cho mình những sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp nữ tính thanh lịch của người phụ nữ văn minh và hiện đại bạn nhé. Như vậy là chuyến hành trình với What's New ngày hôm nay đã mang chúng ta đến với những địa điểm thật lý tưởng. Còn chờ gì nữa, quý vị hãy nhanh chóng đặt lịch hẹn với những người bạn của mình để có thể khám phá những địa điểm này nhé. Thưa quý vị, ngay sau đây thì Hoàng Oanh xin mời quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như chiêm ngưỡng về những phong cách thời trang được thể hiện trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng. Những bộ trang phục như thế thì chắc chắn sẽ mang đến tính nghệ thuật cũng như là góp phần không nhỏ vào sự thành công của các bộ phim này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. The Fashion of Shopaholics 2009 là phụ nữ mấy ai lại không thích shopping, và Confessions of a Shopaholic dường như đánh trúng vào tâm lý này. Những nhãn hiệu được ưa chuộng như Gucci, LV, Chanel, Hermes, Prada xuất hiện nhan nhản trong phim, kết hợp giữa các yếu tố thời trang hài hước lãng mạn với câu chuyện gần gũi mà vẫn có sự mộng mơ. Confessions of a Shopaholic là bộ phim điện ảnh thời trang mà gần như tất cả các tín đồ đều không muốn bỏ qua. Đây là câu chuyện tình mang theo mô típ nhẹ nhàng về anh chàng Tim có khả năng du hành vượt thời gian với cô nàng xinh đẹp trùng tên Mary với mẹ anh. Họ đã đem đến nguồn cảm hứng tuyệt vời về cuộc sống cho bất cứ ai khi quyết định xem phim. Đặc biệt nếu bạn là người yêu thích phong cách thời trang vintage nữ tính, trang nhã thì sẽ say đắm ngay những bộ trang phục của Mary. Rachel McAdams do nhà thiết kế phục trang Variety Hawkers mang đến cho tạo hình nhân vật của mình. Mary có một niềm đam mê mãnh liệt dành cho thần tượng của mình là người mẫu Kate Moss. Vì thế hầu như các trang phục dành cho nhân vật này, nhà thiết kế Variety Horse đều phải chọn lọc các bộ quần áo hay phụ kiện đi kèm sao cho thật hài hòa để khi kết hợp chúng lại với nhau có thể toát ra được chất phục hay nhất. The Great
Watchmaker. Chỉ cần một lần tình cờ nhìn thoáng qua, chắc chắn thị giác của bạn sẽ hoàn toàn bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ và lộng lẫy đến nao lòng của bộ phim The Watchmaker, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Rosalia Hamm. Để rồi từ đó dõi theo bước chân của cô thợ may Meadow Steely trên nét, trở về thị trấn nhỏ trên Gata Hoàng Vu, nằm ở miền quê xa xôi nước Australia vào những năm 1950 để chăm sóc người mẹ đau yếu của mình, đồng thời vén màn bí mật cho nỗi oan khuất bị buộc tội cố sát bạn học phải gánh chịu từ năm 10 tuổi, khiến cô bị trục xuất khỏi quê hương suốt hơn 20 năm. Chuyến hồi hương của Steely đã làm xáo trộn cuộc sống nơi đây. Họ vừa kinh miệt, đối xử bất công nhưng lại bị mê hoặc bởi những thiết kế haute couture cao cấp, sang trọng quá đỗi quyến rũ của cô. Không phục trang của The Dressmaker sử dụng khoảng hơn 50 bộ trang phục haute couture cao cấp, trong đó có 30 bộ trang phục dành cho cô thợ may Mitchell Julie Jenneck do nhà thiết kế Marcus Wilson phụ trách. Phần còn lại của các nhân vật khác trong thị trấn Tungatak do nhà thiết kế Marion Boyce đảm nhiệm. Alice in Wonderland. Trong suốt 108 phút, mỗi một lần biến hóa là Alice lại thay một bộ trang phục khác nhau và người xem sẽ được thưởng thức màn trình diễn thời trang của Alice xuyên suốt phim. Lúc thì là trang phục mang phong cách quý tộc Anh, lúc sau lại ra một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp để lộ bờ vai gợi cảm hay một chiếc váy đỏ rực rỡ. Ngoài ra, tạo hình của Jet Queen và White Queen cũng trở thành nguồn cảm hứng thú vị cho những ai yêu thích trang điểm. Quý vị hy vọng rằng những thông tin mà chương trình Xu hướng và Phong cách vừa mang lại đã giúp cho quý vị có dịp được điểm lại những bộ phim mà mình yêu thích, cũng như là học hỏi phong cách thời trang từ những bộ trang phục rất xinh đẹp và ấn tượng của các diễn viên trong phim nhé. Quý vị thân mến, hy vọng rằng chương trình Xu hướng và Phong cách ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin thật sự hữu ích. Chương trình xin phép được khép lại tại đây. Mọi thư từ đóng góp ý kiến quý vị hãy gửi về Ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hoặc hộp thư Xu hướng và Phong cách @hoahongmang.com nhé. Đến đây thì Hoàng Anh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.